Báo giá xe tải cũ chất lượng Thaco Lin 800A. Và xin chào tất cả quý các bạn và tôi là Hùng Giỏi Ô Tô nhá. Hôm nay sẽ báo giá cho các bác một dòng xe tải Thaco Lin 800A. Thì nhà em đang còn hai con các bác nhá, một em D24 và một em D25. Thì hôm nay sẽ báo giá em D25 cho các bác. Đây. Màu xanh nhá. Em này thì cho bác nào chưa biết thì có tải trọng là 8 tấn nhá. Chiều dài thùng là 6m9. Thuộc dòng Thaco Lin. Em này thì đang có giá là 410 triệu các bác nhá. Giá thì có thương lượng và lọc lá tại salon. Bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em hoặc xuống trực tiếp salon tại Từ Hồ Yên Mỹ Yên Niên để xem xe, tham khảo về xe, bàn bạc về giá các bác nhá. Đây, xe rất là đẹp luôn. Cam kết không lỗi cho các bác, không ngập nước. Tất nhiên về sơn si thì có bắn tỉa rồi các bác nhá. Xe cũ thì không thể tránh được. Em này được cái lốp đẹp. Lốp đến còn mới đến khoảng 85-90% nhá, đẹp cả dàn luôn. Đấy, lòng xe to, xe cũ này mà các bác mua được một chiếc xe mà dàn lốp nó còn đẹp thì nó đỡ rất là nhiều tiền. Đấy, chứ về lại phải đầu tư vào 10-20 triệu tiền lốp thì nó lại vốn đầu tư được cao. Đây, nội thất bên trong này các bác. Khá là đẹp các bác nhá. Đây, nội thất vẫn còn khá là sáng, không bị xây xước gì nhiều. Trần này, xe to này thì các bác hay chạy đường dài nhá. Ở đây nếu mà có ghế nằm ở trong, ta bê cửa đây. Thùng bệ rất đẹp. Dương em này thùng bệ thì rất là chắc chắn. Đây, bắn tôn này. Cầm xà. Không, cũng không có mối mọt đâu các bác nhá. Không là xe thì các bác mua ở bãi nhà em thì chỉ tìm hiểu về giá này và xem mình cần loại xe gì thôi. Đã về đến salon thì đều là xe đẹp hết các bác nhá. Và hoàn toàn là không lỗi. Nhiều bác mà hơi móp cái tí cánh cửa thì bảo là lỗi. Nhưng mà xe cũ thì không thể tránh được các bác nhá. Còn đấy không phải là lỗi. Lỗi phải là đâm va, tai nạn hay ngập nước, nhớ lặng mà phải làm lại cả xe, làm lại cabin thì đấy mới gọi là lỗi thôi nhá. Còn xe cũ thì nó hơi móp một tí cũng chả sao, không ảnh hưởng gì nhiều. Em này thì rất là đều xe đẹp này. Bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em để tham khảo về em này, bàn bạc về giá cả nhá. Quay phần gầm sàn này các bác. À, thùng bệ này rất đẹp, gia cố rồi, các bác về là chỉ việc chạy thôi nhá. Sàn xiếc này, xe không cần để các bác đầu tư gì hết, về phát lăn bánh luôn, tùy công việc các bác nữa. Xe em đã rút hồ sơ nhá, các bác về là sang tên đổi chủ. Đấy, bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em, số điện thoại bên em trên màn hình hoặc có thể xuống trực tiếp salon tại Từ Hồ Yên Mỹ Yên để xem xe, tham khảo về giá các bác nhá. Bây giờ em sẽ báo giá lại trực tiếp em này cho các bác này. Olin 800A 2015, tải trọng là 8 tấn nhá, trời thùng là 6m9. Em này thì đang có giá là 410 triệu và giá có thương lượng tại salon. Bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em. Đây, em còn cả một em D24, chiều cao là 4m nha. Các bác nào mà thích dài, cao, rộng, chở hàng công kênh thì
mua 8.2 24 các bác nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.